Anh chào tất cả mọi người, mình là Ren. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người phần tiếp theo, phần số 10 của 1.000 từ vựng tiếng Hàn sơ cấp bạn nhất định phải biết. Phần này cũng gồm có 50 từ vựng, mỗi từ vựng mình sẽ có ví dụ đính kèm. Thì mình sẽ đọc lại hai lần để cho mọi người có thể đọc theo ha. 네, 지금 시작합시다. 시작하기 전에 구독과 좋아요 부탁드립니다. Trước khi bắt đầu, mọi người nhớ bấm like cũng như đăng ký kênh để ủng hộ và xem những video tiếp theo trên Ren Channel nha. 네, 시작합시다. 따라해보세요. Mọi người đọc theo mình ha. 보내다. 보내다. Gửi. 부모님께 돈을 보내요. 부모님께 돈을 보내요. Tôi gửi tiền cho ba mẹ. 부모님 là ba mẹ. 께 cái này là gửi cho ba mẹ, cho ba mẹ. Mang cái của 께 này á là kính ngữ của 에게 nha các bạn. 돈 tiền. 보내다 gửi. 보이다. 보이다 nhìn thấy. 잘 안 보여요. 잘 안 보여요. Không nhìn thấy rõ. 보이다 là nhìn thấy. An là không. Sai là kỹ là rõ. 복사기. 복사기. Máy photo. 복사기가 고장 났어요. 복사기가 고장 났어요. Máy photo đã bị hư. 복사기. Máy photo copy. 고장 나다. Bị hư. Chi thì quá khứ. 고장 났어요. Đã bị hư. 복습하다. 복습하다. Ôn tập. 다시 한번 복습하세요. 다시 한번 복습하세요. Hãy ôn tập lại một lần. 다시 là lại. 한번 một lần. 복습하다 ôn tập. Động từ 으세요 hãy. 볼링. 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 볼링을 잘 못 쳐요. 볼링을 잘 못 쳐요. Tôi không giỏi chơi bowling. Bowling là bowling. Bowling 치다 là chơi bowling. Một cái gì đó là không thể. 잘 못 có nghĩa là dở, không giỏi. 뵙다. 뵙다. Gặp, diện kiến. Từ này là kính ngữ của 만나다. Tức là khi mình dùng muốn lịch sự hơn, muốn tôn trọng người khác hơn thì mình sẽ dùng từ 뵙다. 뵙게 되어서 반갑습니다. 뵙게 되어서 반갑습니다. Rất vui được gặp bạn. 반갑습니다. Rất là vui. 게 되어서. 게 되어. 게 되다 là được cái gì đó. 뵙 là gặp. 아어서 động từ 아어서 là vì. Tuy nhiên là mình sẽ có cái 아어서 뵙겠습니다. 반갑습니다 này là vui vì cái điều gì đó. 부르다. 부르다. Hát, gọi, mời. 노래를 불러요. 노래를 불러요. Hát, nhạc. 노래를 부르다. Nguyên cụm này có nghĩa là hát nha các bạn. 부지런하다. 부지런하다. Cần cù, chăm chỉ. 어릴 때부터 부지런해요. 어릴 때부터 부지런해요. Tôi chăm chỉ từ nhỏ. 어리다 là nhỏ. 어릴 때부터 từ khi nào đó. 부지런하다 cần cù chăm chỉ. 붙이다. 붙이다. Gửi. Chiên. Ráng. Quạt. Mình quạt á. Quạt, quạt bằng cái quạt á, mình cũng sử dụng là 붙이다. Ráng mình chiên bánh, ráng bánh cũng là mình dùng 붙이다 nha các bạn. Gửi, gửi thư, gửi quà, gửi gì mình cũng có thể dùng 붙이다. 집으로 편지를 붙여요.
집으로 편지를 붙여요. 러이터 베냐. 편지 là thư, chip là nhà, euro là phương hướng chỉ về đâu đó hoặc là về phía nào đó, butida là gửi. Butter, butter từ, mình thường sẽ đi với danh từ, còn butter như vậy là từ danh từ. 저녁 9시부터 11시까지 일해요. 저녁 9시부터 11시까지 일해요. Tôi làm việc từ 9 giờ tối tới 11 giờ. 저녁 là tối. 9시, 9 giờ. 부터, từ. 저녁 9시부터, từ 9 giờ tối. 11시, 11 giờ. 까지, đến 11 giờ. 11시까지, đến 11 giờ. 일하다, làm việc. 불어, 불어. Tiếng Pháp. 불어를 배우기 쉬워요? 불어를 배우기 쉬워요? Học tiếng Pháp dễ không? 불어, tiếng Pháp, 배우다, học. 불어를 배우다, học tiếng Pháp. Khi mình muốn chuyển cái này làm thực danh từ để nó làm chủ ngữ thì mình thêm ki vào động từ đó các bạn. Động từ 부르다. 르다. Muốn chuyển nó thành danh từ mình sẽ bỏ다 đi và thêm ki thành 부르기. 쉽다 là dễ. 쉽다. Dễ. Khi chia đuôi vô thì mình có bất quy tắc của chữ bờ. Bờ sẽ biến thành u. Và mình chia bình thường thuộc trường hợp thứ ba. Wo yo. Xi wo yo. Dễ. 불편하다. 불편하다. Bất tiện, khó chịu. 어디가 불편해요? 어디가 불편해요? Bạn có chịu ở đâu vậy? 어디 là ở đâu? Đâu? 불편하다. Khó chịu. Bất tiện. 붙이다. 붙이다. Gắn. Dán. Kèm. Nhóm lửa. 우표를 붙여요. 우표를 붙여요. Dán. Tem. 우표 là tem thư. 붙이다 là dán. 비다, 비다, trống, rỗng, đây là rỗng nha các bạn. 방이 비어 있어요. 방이 비어 있어요. Phòng đang trống. 방 là cái phòng, 비다 là trống rỗng. Động từ, tính từ, ao, itta là đang cái gì đó. Cái này đi thường không có đi với động từ ha. Pierre is sale. Đang. Trống. Video. 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 Video를 찍어요. Video를 찍어요. Quay video. Video là video. 찍다 là quay, chụp, đóng. 비슷하다. 비슷하다. Tương tự, hơi giống. 이두 의자가 서로 비슷해요. 이두 의자가 서로 비슷해요. Hai cái ghế này hơi giống nhau. 이 là này, 두 là hai, 의자 là cái ghế. 이두 의자, hai cái ghế này, 서로 là lẫn nhau, 비슷하다 là giống, hơi giống, tương tự. 빌려주다, 빌려주다, cho mượn, vay. 돈을 좀 빌려줄 수 있어요? 돈을 좀 빌려줄 수 있어요? Bạn có thể cho tôi mượn ít tiền được không? 돈, tiền, 좀, một ít, 빌려주다, cho mượn. Động từ, 빌릴 수 있다, có thể làm gì đó. 빌리다, 빌리다, mượn. 친구의 책을 빌렸어요. 친구의 책을 빌렸어요. Tôi đã mượn sách của bạn bè. 친구 là bạn bè, e là của, check là sách.
빌리다 là mượn, 치루 quá khứ, 빌렸어요 đã mượn. 빨갛다, đỏ thẫm. 불이, 아니, 볼이 빨가졌어요. 볼이 빨가졌어요. Má, cái má bị đỏ lên, gò má bị đỏ lên. Bồi, bồi là cái má, gò má. Paikata là đỏ, động từ cộng với tính từ chứ, tính từ cộng với a o chida trở nên như thế nào đó. Trong trường hợp này paikata pachim là chữ hờ, khi gặp nguyên âm a o gì đó thì hờ sẽ bị mất đi và mình sẽ trở thành paikachida. Khi đuôi quá khứ đã trở nên đỏ lên, mình sẽ chỉ là paikachasu. Băng, băng, bánh thuộc dạng bánh mì. Băng을 만들어요. Băng을 만들어요. Tôi làm bánh. Sagori, sagori, ngã tư. Sagori에서 기다려 주세요. Sagori에서 기다려 주세요. Hãy đợi tôi ở ngã tư. Sagori, ngã tư. Eso, danh từ cộng eso, danh từ chỉ nơi chốn nào đó. Kitarita, chờ đợi. Động từ cộng aotsuda. Ngữ pháp động từ aotsuda là làm cái gì đó cho. Cuối cùng động từ useo, có bà chim useo, không bà chim seo là hãy làm gì đó. Sa kezol, bốn mùa. Sa là bốn, kezol là mùa. Sa kezol, bốn mùa. Hàn Quốc을 사계절이 있어요. Hàn Quốc은 사계절이 있어요. Hàn Quốc có bốn mùa. Hàn Quốc, Hàn Quốc. 사계절, bốn mùa. Itta, có. Saemusil, saemusil, văn phòng. Saemusil에서 일해요. Saemusil에서 일해요. Tôi làm việc ở văn phòng. Saemusil, văn phòng, danh từ cộng với eso là ở tại nơi nào đó. Irada là làm việc. Sahul, sahul, 3 ngày. Sahul 동안 굶었어요. Sahul 동안 굶었어요. Tôi đã nhịn đói trong 3 ngày. 사흘 là 3 ngày. 동안 là trong vòng, trong. 굶다, 굶다 là nhịn đói. Chia quá khứ đã nhịn đói. 굶었어요. 살, 살, tuổi hoặc là thịt. 몇 살이에요? 몇 살이에요? Bạn bao nhiêu tuổi? 몇, ở đây là mấy. 살 là tuổi. 이에요 là. 상금, 상금, tiền thưởng. 상 ở đây là thưởng, 금 ở đây là tiền, tiền vàng. 상금, tiền thưởng. 상금을 받았어요. 상금을 받았어요. Tôi đã nhận tiền thưởng. 상금 là tiền thưởng, 받다 là nhận, chia đôi quá khứ, 받았어요. Đã nhận. 새, 새, mới. Hoặc là con chim. 새해 복 많이 받으세요. 새해 복 많이 받으세요. Chúc mừng năm mới. 새 ở đây là mới, he ở đây là năm, năm hoặc là mặt trời á. He, 새해, năm mới. Phục, phục ở đây là phúc, bani là nhiều, pata là nhận, động từ useo là hãy. Nếu dịch sát nghĩa câu này thì là hãy nhận thật là nhiều phúc lộc trong trong năm mới, thì người Việt mình sẽ có câu là chúc mừng năm mới. Người Hàn người ta sẽ dùng câu là 새해 복 많이 받으세요. 색, 색, màu sắc. 보라색을 좋아해요. 보라색을 좋아해요. Tôi thích màu tím. 보라 là màu tím, 색 này là màu. 보라색 màu tím. 좋아하다, thích.
Salad. 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 Cái món salad của mình nó rau trộn á. Salad가 맛있어요. Salad가 맛있어요. Salad thì ngon, hoặc là món rau trộn thì ngon. Salad, salad, rau trộn, maxita, ngon. 생각하다, 생각하다, suy nghĩ. 너무 많이 생각하지 마세요. 너무 많이 생각하지 마세요. Đừng suy nghĩ quá nhiều. 너무 là quá, many là nhiều. 너무 많이, quá nhiều. 생각하다, suy nghĩ. Động từ 치 말다. Đừng làm gì đó. Động từ cộng với 으세요 là hãy. Trong trường hợp này, hãy đừng suy nghĩ quá nhiều. Thì người Việt mình sẽ dùng là đừng suy nghĩ quá nhiều. 생선. 생선. Con cá. 생선을 먹어요. 생선을 먹어요. Tôi ăn cá. 생선, con cá, mọc ta là ăn. Sinh hoạt, cuộc sống, sinh hoạt. 한국 생활이 어때요? 한국 생활이 어때요? Cuộc sống Hàn Quốc thì thế nào? 한국 Hàn Quốc. À, tạm biệt nhé. Có mục tiêu rồi. Tạm biệt. 한국 Hàn Quốc. Sinh hoạt, cuộc sống. 어때요? Như thế nào? 서다. 서다. Đứng. 나 옆에 서세요. 나 옆에 서세요. Hãy đứng cạnh tôi. 나, tôi, dọc bên cạnh. Ê là trợ từ chỉ nơi chốn của cái dọc này nè. Nà dọc, dọc, dọc. Nế. So tà là đứng. Ư xèo, xèo, hãy. So tù đà. So tù đà. Gấp, vội, gấp gáp. So tù chi bà xèo. So tù chi bà xèo. Đừng vội. So tù đà. Vội, động từ cộng với chi, mà ta là đừng cái gì đó, động từ ư xèo, hãy. Chân sư, cầu thủ. 그는 축구 선수입니다. 그는 축구 선수입니다. Anh ta là cầu thủ bóng đá. 그, anh ta, anh ấy. 축구, bóng đá. 선수, cầu thủ. 입니다, là. 설날, 설날. Năm mới, Tết. Cái này có bất quy tắc nha mọi người. Chữ R làm bạch chim khi gặp chữ N phía sau, thì chữ N phía sau này đọc là L. Nên mình sẽ đọc là 설날, 설날. 설날에 고향에 가요. 설날에 고향에 가요. Tết, tôi về quê. 설날, Tết, e, vào ngày Tết. 설날에 고향, quê hương. Danh từ e 가다, đi về đâu đó, đi đến đâu đó. 설명하다, 설명하다, giải thích. 설명해 주셔서 감사합니다. 설명해 주셔서 감사합니다. Cảm ơn vì đã giải thích giúp tôi. Động từ cộng với A. O, so. 감사하다. Cảm ơn vì cái điều gì đó. 감사합니다. Khúc này nha các bạn. Tiếp theo, 설명하다 là giải thích. Động từ cộng với a o juda, ngữ pháp a o juda là làm cái gì đó cho. Trong trường hợp này, 설명해 주다, giải thích cho. Sầm, sầm, đảo, hòn đảo. 외딴 섬에 홀로
살고 있어요. 외딴 섬에 홀로 살고 있어요. Tôi đang sống một mình trên đảo vắng người. Vedan Som, đảo vắng người. Som là đảo nha các bạn. E là ở tại đâu đó. Khi mình sống ở đâu đó, mình sẽ dùng danh từ E salta. Hullu bằng với hunza là một mình. Salta là sống. Động từ ku itta là đang. Song chok, tính cách. Song cho gì? 급해요. 성격이 급해요. Tính tình gấp gáp. 성격 là tính cách, tính tình. 급하다 là gấp gáp, gấp. 성함. 성함. Danh tính hoặc là tên. Nó là kính ngữ của từ 이름. 성함이 어떻게 되세요? 성함이 어떻게 되세요? Tên của bạn là gì? Dịch sát nghĩa là mình sẽ có 성함 là tên, danh tính 어떻게 như thế nào, 되 được, 으세요 là hãy, tên của bạn thì như thế nào? Tức là tiếng Việt mình, tên bạn là gì? 세우다, 세우다, dừng lại, dựng, xây dựng. 앞에 세워주세요. 앞에 세워주세요. Hãy dừng lại ở phía trước cho tôi. Up là phía trước, E là trợ từ, chỉ nơi chốn của up. Seuda là dừng, động từ aojuda. Làm cái gì đó cho. Seuojuda, dừng lại cho. Động từ cộng với useo là hãy. Sale, sale, giảm giá. 그 가게는 세일 중이에요. 그 가게는 세일 중이에요. Cửa hàng đó đang giảm giá. 그 là đó, 가게 là cửa hàng. 그 가게, cửa hàng đó. Sale là giảm giá. 중, danh từ cộng với 중 là đang làm cái gì đó. 이에요 là. 서치, 서치. 하우스메이, 이 셔츠를 입어보세요. 이 셔츠를 입어보세요. Hãy mặc thử cái áo sơ mi này. 이 là này, 셔츠 là áo sơ mi. 이 셔츠, áo sơ mi này. 입다 là mặc, 입어보다 là mặc thử. Động từ 으세요 là hãy. 소개하다, 소개하다. 기억해요. 자기 소개 해보세요. 자기 소개 해보세요. Chữ này là chữ C nha các bạn, nhưng phải là C nha. Viết sai chính tả. Hãy thử giới thiệu bản thân. 자기 là bản thân, 소개하다 là giới thiệu. 소개해보다 thử giới thiệu. Động từ 으세요 hãy. 소금, 소금, muối. 소금을 넣지 마세요. 소금을 넣지 마세요. Đừng bỏ muối. 소금 là muối. 넣다 là bỏ, để vào đâu đó. Động từ 치 말다 là đừng làm gì đó. Động từ 으세요 là hãy. Trong trường hợp này mình sẽ đọc nè. R, và chim ở đây là chữ R. Khi theo sau là chữ N thì cái chữ thứ hai biến thành L, đọc thành L. 소금을 넣지 마세요. 소금을 넣지 마세요. 소리, 소리, 띵, 암탄, 띵동. 울음소리가 들려요. 울음소리가 들려요. Nghe thấy tiếng khóc. 울음 là khóc. Khi mà biến thành danh từ nó là 울음 ha. Cái khóc bình thường động từ của mình là 울다. Khi biến thành danh từ mà nó có bạch chim nên mình sẽ thêm thành 울음. Tại vì khi mà biến một động từ thành một danh từ thì người ta có là có động từ có bạch chim thêm không bạch chim thêm mi là chữ m, là biến nó thành danh từ ha. 울음 khóc, 소리 tiếng, 울음 소리 tiếng khóc, 들리다 là nghe, nghe thấy, 들리다 khi chia đuôi vô là thành 들려요.
소설, 소설, 띠우, 트윗. 대학생 시절에는 소설을 너무 좋아했어요. 대학생 시절에는 소설을 너무 좋아했어요. 더신빙 또 라르타 띠우, 트윗. 대학생, 학생, 학생, 대학생, 학생, 대학, 들라, 신빙. 시절, 시절, 라타이. 에는 Ở đây á, là danh từ chỉ thời gian thôi. Soseol là tiểu thuyết. Nomu rất quá. Jowa ta thích. Khiru quá khứ. Jowa hetseoyo. Đã thích. Soju. Soju. Rượu soju của Hàn Quốc. Soju를 못 마셔요. Soju를 못 마셔요. Tôi không uống được rượu soju. Soju là rượu. Soju. Một là không thể, một cộng động từ là không thể làm gì đó. Mashita là uống. Tôi không thể uống soju. Tức là tiếng Việt mà là tôi không uống được rượu soju. Sofa. Sofa. Ghế sofa. Sofa에서 자요. Sofa에서 자요. Tôi ngủ trên ghế sofa. Sofa là ghế sofa. Danh từ e so ở tại nơi nào đó. Cha ta là ngủ. Sum ta trốn, ẩn, nấp, giấu. Ai ga sofa 뒤에 숨어 있어요. Ai ga sofa 뒤에 숨어 있어요. Đứa bé trốn sau ghế sofa. Ai ga là đứa bé. À, y là đứa bé. Sofa là ghế sofa. Ti là đằng sau. Danh từ e là chỉ nơi trốn. Sum ta là trốn ẩn nấu. Ẩn nấp, giấu gì đó. O ita. Cái này là động từ. A o ita. Là đang làm gì đó. Đứa bé trốn sau ghế sofa. Tức là đứa bé đang trốn sau ghế sofa. Sutta. Sutta. Số. Sutta를 세요. 숫자를 세어 đếm số. 숫자 là số, 세다 là đếm, đếm này thường dùng trong đếm tiền. 돈은 세요. 네, 오늘 여기까지입니다. Hôm nay tới đây thôi nha mọi người. 구독과 좋아요 잊지 마세요. Các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh cũng như là bấm like để đăng ký và ủng hộ cho kênh cho Ren nha. 네, 그럼 다음 시간에 봐요. 안녕히 계세요.